chương trình tư vấn pháp luật trực tiếp của Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp. Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, như chúng ta biết, lương cơ sở là căn cứ để xác định mức đóng cũng như là mức hưởng đối với nhiều chế độ khác nhau. Chính vì vậy mà việc tăng lương cơ sở bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 vừa rồi đã kéo theo sự thay đổi về mức đóng mức hưởng đối với các chế độ như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, tiền lương hưu, vân vân. Với chủ đề những thay đổi về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tiền lương khi lương cơ sở tăng sẽ giải đáp những thắc mắc của quý vị và các bạn liên quan đến vấn đề này. Tham gia chương trình hôm nay xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn các vị khách mời. Xin được giới thiệu ông Thái Bá Việt, trưởng phòng lao động việc làm bảo hiểm Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Tháp. Xin được giới thiệu ông Phạm Hiếu Nghĩa, giám đốc bảo hiểm xã hội huyện Tam Nông tỉnh Đồng Tháp. Ngay bây giờ, nếu có những thắc mắc liên quan đến vấn đề tăng lương cơ sở thì quý vị có thể gọi đến số điện thoại quen thuộc của chương trình, đó là 02-773-855-333 để đặt câu hỏi và được nghe tư vấn trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp. Vâng, mở đầu chương trình hôm nay thì Cao Lê xin được mời hai vị khách mời cũng như quý vị và các bạn cùng theo dõi một đoạn phóng sự ngắn sau đây. Hơn 14 năm làm trong khu vực công, đây là lần đầu tiên điều chỉnh lương cơ sở cao nhất mà anh Cao Giang Ngọc từng thấy. Tăng đến 30%, từ 1.800.000 đồng lên 2.340.000 đồng. Chính vì vậy, mức thu nhập của anh được cải thiện đáng kể. Nhờ đó, cuộc sống gia đình anh sẽ dễ thở hơn khi có thêm thu nhập để trang trải chi phí sinh hoạt. Tăng 30% lương cơ sở đã đáp ứng được mong đợi của hàng triệu công chức trong suốt thời gian qua. Theo nghị định 24 năm 2023 của chính phủ thì cái mức lương cơ sở là 1.800.000 đồng, nhưng mà vào năm 2024 thì chính phủ cũng ban hành nghị định là 73 ngày 30 tháng 6 năm 2024, cũng tăng mức lương cơ sở từ 1.800.000 đồng lên 2.340.000 đồng. Đó cũng là một cái điều phấn khởi cho cán bộ công chức chúng tôi, vì là được tăng thêm là 2.280.000 nữa cho trên tổng số lương của tôi hiện hưởng, cho nên là tôi cũng rất phấn khởi và đồng thời cũng thêm phần nào đó cho gia đình thêm được cái kinh phí, và thứ hai nó chăm lo gia đình nó nhẹ hơn cái trước đây. Tăng lương tối thiểu vùng, cải cách tiền lương là rất cần thiết trong bối cảnh nhiều công chức viên chức xin ra khỏi ngành vì mức lương quá thấp. Qua đó cũng giúp cán bộ công chức viên chức yên tâm gắn bó với công việc và đổi mới sáng tạo trong quá trình làm việc. Góc độ là cán bộ cơ sở thì rất là mừng đó, vì cái một cái chính sách mà đảng và nhà nước rất là quan tâm mà hướng về cơ sở để cho cơ sở có cái thu nhập, cái cuộc sống ổn định mà để có chăm lo cho nhân dân. Tại vì trước đây thì làm thì đương nhiệm rồi vừa công tác lo chăm lo nhân dân, vừa công tác gia đình, chuyện gia đình, mà mức lương thì thấp thì nó không có được ổn định cho lắm. Thì vừa qua thì tăng lên thì cũng rất là mừng, vì có sự quan tâm của đảng và nhà nước đối với hướng về cơ sở. Nói chung là rất là yên tâm thoải mái để chăm lo, tại vì công tác cơ sở nó rất là cực, để tiếp xúc đi với dân hàng ngày, đi cũng như là mức lương tăng lên thì như vậy thì rất là yên tâm để mình để chăm lo cho cái công tác xã hội nó được tốt. Mục đích của việc tăng lương nhằm bù trượt giá, đảm bảo mức sống cho người lao động. Chính vì vậy, việc điều chỉnh lương lần này được đánh giá là một sự động viên đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước, và cũng là sự nỗ lực rất lớn của chính phủ trong quá trình cải cách tiền lương. Vâng, có thể nói việc tăng lương cơ sở từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 đã phần nào giúp cho cuộc sống của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức cũng như là người lao động trở nên dễ thở hơn trong cái hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn như hiện nay, đúng không thưa ông Bá Việt ạ? Nhưng đây thì ông có thể chia sẻ là lương cơ sở là gì và cái nguyên tắc áp dụng lương cơ sở được thực hiện như thế nào thưa ông ạ? Kính thưa bạn xem đài thân mến, lương cơ sở là một cái mức tiền
để dùng làm cơ sở để tính toán tiền lương cho cán bộ, công chức, viên chức và một số lao động. Nói chung là làm trong chủ yếu là trong cái cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, cơ quan đảng, nhà nước. Như chúng ta đã biết, năm 2004 thì chế độ tiền lương mới thì chính phủ có ban hành cái nghị định 204 về quy định cái thang bảng lương. Thì trên cơ sở mức lương cơ sở như thế thì chúng ta nhân cái hệ số ở trong thang bảng lương của nhà nước là áp dụng theo cái nghị định 204 ban hành năm 2004. Từ cái mức lương cơ sở đó mà chúng ta nhân với là những cái hệ số nó có khác nhau tùy theo cái ngạch bậc lương mà trong thang bảng lương mà chúng ta đang còn áp dụng, cũng giống như là các chế độ phụ cấp mà chúng ta đã được hưởng từ lúc chế độ phụ cấp chức vụ, chế độ phụ cấp độc hại hay là chế độ phụ cấp theo ngành, theo lĩnh vực, khu vực, thì chúng ta sử dụng mức lương cơ sở để làm cơ sở tính toán tiền lương cho cán bộ, công chức, viên chức và một số lao động được hưởng lương từ nguồn ngân sách nhà nước. Vâng, như vậy thì thưa ông Hiếu Nghĩa, theo quy định thì mức lương cơ sở dùng làm căn cứ để tính lương trong các bảng lương phụ cấp và còn là căn cứ để tính cái mức đóng, mức hưởng đối với bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Cụ thể thì trong cái đợt tăng lương cơ sở từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 vừa rồi thì đối với đơn vị sử dụng lao động mà thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định thì có thay đổi mức đóng hay không thưa ông ạ? Xin kính chào quý khán giả xem đài thân mến. Thì như chỗ anh Việt cũng mới vừa khái niệm về cái lương cơ sở thì tôi cũng giải thích thêm, thì đối với cái người lao động mà đang làm việc trong các cái cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị xã hội và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí đóng cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt và lực lượng vũ trang và hưởng lương theo ngạch bậc, cấp bậc hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề nếu có, thì chúng ta sẽ áp dụng, có nghĩa là chúng ta nhân với cái mức lương cơ sở là 2.340.000 đồng trên tháng để làm căn cứ tính cái mức lương để đóng cái bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghiệp theo cái nghị định 73. Thứ hai là cái đối với người lao động mà đang làm việc còn lại trong các cái đơn vị như nãy tôi nêu vừa trên mà không hưởng lương theo ngạch bậc, cấp bậc quân hàm và các phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề nếu có, thì chúng ta áp dụng theo cái lương tối thiểu tháng bằng 3.860.000 đồng thuộc cái vùng, nếu mà người lao động thuộc vùng 3, hoặc là bằng 3.450.000 đồng nếu mà người lao động làm việc ở thuộc vùng 4 để làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo cái nghị định 74 của chính phủ. Vâng, như vậy thì kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 thì những đối tượng nào sẽ được tăng lương cơ sở thưa ông Bá Việt ạ? Thưa quý vị xem đài, ngày 30 tháng 6 năm 2024 thì chính phủ ban hành cái nghị định 273 về việc điều chỉnh mức lương cơ sở để làm cơ sở áp dụng lương cho cái đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Thì đối tượng áp dụng của mức lương cơ sở này thì chúng ta cũng hiểu đơn giản, chủ yếu là người là làm lương, ăn lương từ nhà nước. Trong đó chúng ta lưu ý là thứ nhất gồm là cán bộ, công chức, viên từ cấp xã trở lên. Thứ hai là viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập, viên chức. Tiếp theo là người lao động, bây giờ có người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước hoặc là các đơn vị sự nghiệp thực hiện hợp đồng theo cái nghị định 111 của chính phủ. Thì cái hợp đồng này thì được tính bằng cái hệ số làm công việc hành chính, mặc dù là hợp đồng lao động nhưng có hợp đồng làm công việc hành chính cũng là tính là một là nhóm đối tượng hưởng lương cơ sở. Thứ ba là người làm việc trong biên chế tại các hội được giao biên chế, rồi sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp,
sĩ quan quốc phòng, sĩ quan công chức quốc phòng cũng như là sĩ quan công an, sĩ quan hạ sĩ quan công an. Rồi người làm việc trong các tổ chức cơ yếu, rồi người làm việc trong các hội có tính chất đặc thù và người làm việc hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thì đối tượng ở cái điều chỉnh của lương cơ sở, đối tượng áp dụng của mức lương cơ sở này thì đa phần là điều chỉnh trong cái nhóm mà các tổ chức, cơ quan tổ chức mà được hưởng lương từ ngân sách nhà nước là chủ yếu. Ngoài ra thì những các đơn vị sự nghiệp mà tự chủ 100% thì chúng ta vẫn cứ sử dụng là cái bảng lương cơ sở để áp dụng cho đối tượng là những người gọi là viên chức trong các đơn vị sự nghiệp. À, vâng, còn đối với đơn vị sử dụng lao động thực hiện cái chế độ tiền lương do đơn vị tự quyết định thì áp dụng cái mức lương tối thiểu như thế nào thưa ông Hiếu Nghĩa? Theo cái Nghị định 74 ngày 30 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ về việc quy định cái mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, cụ thể là thì cái đơn vị sử dụng lao động thực hiện theo cái chế độ tiền lương do nhà nước, do đơn vị quyết định, bao gồm là doanh nghiệp hoạt động theo quy định của luật doanh nghiệp như công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, hai thành viên trở lên, công ty cổ phần, công ty hợp danh, công ty tư nhân, doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp Việt Nam, vân vân. Cơ quan tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn sử dụng người lao động làm việc cho mình theo thỏa thuận. Rồi trường hợp cái người sử dụng lao động là cá nhân thì phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Cái thứ hai là đối với đơn vị sử dụng lao động mà có người lao động làm việc tại tỉnh Đồng Tháp thì được áp dụng mức lương tối thiểu tháng như sau. Người lao động mà làm việc trên địa bàn thành phố Cao Lãnh, thành phố Sa Đéc, thành phố Hồng Ngự là thuộc vùng 3 thì chúng ta được áp dụng theo cái mức lương tối thiểu tháng bằng 3.860.000 đồng để làm căn cứ mức lương đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Người lao động mà làm việc trên địa bàn các huyện còn lại trong tỉnh thuộc vùng 4 thì chúng ta được áp dụng theo cái mức lương tối thiểu tháng bằng 3.450.000 đồng để làm căn cứ tính cái mức lương đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Còn đối với các đơn vị có người lao động làm việc tại các tỉnh, thành phố khác trực thuộc trung ương trong cả nước đó, thì đề nghị đơn vị có thể là căn cứ vào cái phụ lục danh mục địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 kèm theo cái nghị định 74 thì chúng ta để xác định cái mức lương tối thiểu tháng. Cảm ơn những thông tin vừa rồi của ông Hiếu Nghĩa. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn pháp luật với chủ đề những thay đổi về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tiền lương khi mà mức lương cơ sở thay đổi và tăng từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Nếu có những thắc mắc liên quan đến vấn đề này thì quý vị hãy gọi đến cho chương trình thông qua số máy 02773-855-333 để được tư vấn và giải đáp. Còn bây giờ chương trình xin được đến với phần trả lời những câu hỏi mà quý vị đã gọi điện thoại đến cho chúng tôi. Vâng, đầu tiên thì Cao Lê xin được mời ông Thái Bá Việt giải đáp câu hỏi cho anh Thuận ở thành phố Sa Đéc. Anh hỏi là tôi đang làm việc theo chế độ hợp đồng lao động tại một cơ quan hành chính nhà nước. Khi lương tối thiểu vùng điều chỉnh tăng thì tiền lương của tôi có được điều chỉnh hay không ạ? Xin cảm ơn anh Thuận có câu hỏi về làm việc theo chế độ hợp đồng trong cơ quan nhà nước. Nay cái lương tối thiểu vùng điều chỉnh tăng thì bản thân anh có tăng không? Thì kính thưa quý vị xem đài, lúc đầu tôi cũng có trình bày một số đối tượng là hợp đồng lao động theo Nghị định 111 cũng được hưởng lương cơ sở, cũng áp dụng lương cơ sở nếu mà hợp đồng đó làm công việc hành chính ở trong các đơn vị sự nghiệp và xếp lương theo bảng lương của nhà nước là theo hệ số. Riêng đối với lại cái hợp đồng lao động trong một cơ quan hành chính nhà nước có nghĩa giống như là bảo vệ tạp vụ hay là lái xe thì chúng ta đã chuyển sang cái cơ chế là hợp đồng làm việc theo Bộ luật Lao động. Do đó khi áp dụng mức lương cơ sở này,
khi áp dụng mức lương tối thiểu vùng, tùy theo từng vùng, từng địa bàn mà chúng ta áp dụng, cái trường hợp mà lương của người hợp đồng lao động này thực hiện theo chế độ hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động theo bộ luật lao động, chúng ta thấp hơn lương tối thiểu vùng, thì bắt buộc người sử dụng lao động phải điều chỉnh cho bằng và cao hơn mức lương tối thiểu vùng. Đó. Riêng đối với những cái trường hợp hiện nay trong các cơ quan hành chính nhà nước kể từ năm 2018 thì chúng ta chuyển đổi qua cái hình thức hợp đồng lao động theo bộ luật lao động. Thông thường chúng ta hợp đồng bằng cái tiền đồng không phải bằng hệ số như trước đây. Do đó bộ luật lao động có quy định khi người sử dụng lao động hợp đồng lao động với người lao động và trong thời gian hợp đồng đó thì người sử dụng lao động phải xây dựng thang bảng lương. Nhưng thực tế từ năm 2018 đến nay, vì lý do có nhiều lý do khác nhau mà hầu hết chúng ta, các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh chúng ta cũng chưa xây dựng được cái thang bảng lương để làm cơ sở tuyển dụng sử dụng người lao động hoặc là nâng lương cho người lao động. Do đó trong cái cơ quan hành chính thông và đơn vị sự nghiệp thì chúng ta có một cái cơ chế gọi là quy chế chi tiêu nội bộ, và hầu hết các hợp đồng lao động ở các cơ quan hành chính chúng ta đều có. Do đó chưa xây dựng được cái thang bảng lương thì chúng ta phải sử dụng cái quy chế chi tiêu nội bộ để khi mà chính phủ có nâng lương, điều chỉnh lương tối thiểu vùng thì chúng ta cũng điều chỉnh một phần nào đó cho người lao động có một cái động lực, có một cái sự quan tâm, làm cho người lao động là nhiệt tình và cũng như là cố gắng hết sức với công việc của chúng ta. Tuy nhiên hiện nay thì qua theo dõi và báo cáo thì hầu hết tất cả các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp chúng ta sử dụng lao động theo bộ luật lao động, cơ chế tiền lương đều cao hơn lương, mức lương tối thiểu vùng. Do đó thì mong rằng thì khi mà chúng ta chính phủ điều chỉnh tối lương tối thiểu vùng thì bao giờ cũng cao hơn 5-7% gì đó. Thế nhưng mà người lao động mà đã cao hơn lương tối thiểu vùng rồi, đã trả cao hơn lương tối thiểu vùng rồi thì lại không có cái cơ chế để hỗ trợ thêm cho người ta, thì đó là một cái số nội dung. Cảm ơn phần tư vấn vừa rồi của ông Bá Việt. Tiếp theo thì Cao Lê xin được mời ông Phạm Hiếu Nghĩa giải đáp câu hỏi cho chị Tâm ở huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Chị có hỏi là tôi muốn hỏi quy trình dừng tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình chuyển sang bảo hiểm y tế bắt buộc. Xin cảm ơn chị Tâm có câu hỏi gửi đến chương trình. Thì tại điều 20 văn bản hợp nhất số 2525 quy định về cái hoàn trả tiền bảo hiểm y tế như sau. Thì người đang tham gia bảo hiểm y tế theo cái đối tượng mà ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng và người tham gia bảo hiểm y tế theo hộ đình thì được hoàn trả cái tiền đóng bảo hiểm y tế khi người đó được cấp thẻ bảo hiểm y tế theo cái nhóm đối tượng mới, nay báo giảm giá trị sử dụng thẻ để cấp trước đó, thì có cái thứ tự đóng xếp theo đối tượng mới theo quy định tại điều 12 của luật bảo hiểm y tế. Thì số tiền hoàn trả tính theo cái mức đóng bảo hiểm y tế và thời gian đóng tiền nhưng chưa sử dụng thẻ. Thời gian đã đóng tiền nhưng chưa sử dụng thẻ thì được tính từ cái thời điểm mà cái thẻ bảo hiểm y tế được cấp theo cái nhóm mới bắt đầu có giá trị sử dụng. Thì như vậy thì theo cái quy định mà thứ tự đối tượng tham gia cái bảo hiểm y tế thì chị phải tham gia cái bảo hiểm y tế tại công ty thì thuộc cái nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng. Thì khi đó cái thẻ bảo hiểm y tế hộ đình còn giá trị sử dụng sẽ tự giảm trên hệ thống khi báo tăng cái bảo hiểm y tế tại công ty và được hoàn trả tiền đóng cái bảo hiểm y tế hộ đình kể từ ngày thẻ bảo hiểm y tế tại công ty có giá trị sử dụng đến hết thời gian
giá trị sử dụng ghi trên thẻ bảo hiểm y tế của hội đình, thì chị có thể là liên hệ với cơ quan bảo hiểm xã hội nơi mà chị tham gia cái bảo hiểm y tế hội đình để được hướng dẫn và nhận lại tiền. Xin chào chị ạ. Cảm ơn phần tư vấn vừa rồi của ông Hiếu Nghĩa. Cao Lê xin được mời ông Bá Việt giải đáp câu hỏi cho anh Khôi ở huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp. Anh hỏi, trước đây tôi có ký hợp đồng lao động với một doanh nghiệp đóng trụ sở tại huyện Tam Nông. Vì tôi đã qua đào tạo nên nội dung trong hợp đồng bao gồm mức tiền lương cơ bản cộng với 7% qua đào tạo và 5% nghề độc hại nguy hiểm. Nay áp dụng mức lương tối thiểu vùng thì tôi có được nhận các chế độ này hay không ạ? Kính thưa anh Khôi cùng các bạn xem đài thân mến. Thì trước đây áp dụng cái bộ luật lao động năm 2012 thì chúng ta có một cái cơ chế, nếu mà người lao động đã qua đào tạo thì tiền lương cơ bản là phải cộng thêm 7% ít nhất, hoặc là người lao động làm trong các ngành nghề công việc nặng nhọc độc hại thì được cộng thêm 5%, hoặc là đặc biệt nặng nhọc độc hại thì được cộng thêm 7%. Như thế tất nhiên là cái hợp đồng trước kia đã có ký hợp đồng thì cũng đưa vào hợp đồng để chi trả cho người lao động đúng theo bằng những cái nội dung đó. Tuy nhiên kể từ năm 2019 áp dụng cái luật lao động mới thì các chế độ về độc hại cũng như là chế độ cộng được qua đào tạo thì chúng ta cũng là không còn. Nhưng theo quy định tại Nghị định 74 của Chính phủ có quy định, khi mà doanh nghiệp áp dụng lương tối thiểu vùng thì đề nghị các doanh nghiệp chúng ta phải rà soát lại các chế độ trả lương, các hợp đồng lao động, các quy định, các thỏa ước lao động, quy định của công ty, của doanh nghiệp. Nếu chúng ta mà còn dự 7% qua đào tạo hay là 5% qua độc hại hoặc là 7% đặc biệt độc hại nguy hiểm thì chúng ta vẫn cứ áp dụng thực hiện, không cắt đi của người lao động, trừ những thỏa thuận khác. Do đó, những thỏa thuận trước đây mà chúng doanh nghiệp và người sử dụng doanh nghiệp và người lao động đã cam kết là 5% độc hại, đặc biệt độc hại hoặc là 7% qua đào tạo chúng ta đã trả trước đây cho người lao động rồi, thì nay tiếp tục chúng ta thực hiện như thế, không cắt đi những cái quyền lợi của người lao động mà trước đây chúng ta đã cam kết. Do đó các người sử dụng lao động cũng cần lưu ý và người lao động cũng nắm được cái nội dung này để khi mà chúng ta triển khai những cái nội dung lương cơ sở thì chúng ta nên áp dụng. Và nghị định cũng cho phép là trừ những cái thỏa thuận khác. Xin phép. Cảm ơn phần tư vấn vừa rồi của ông Thái Bá Việt. Tiếp tục thì Cao Lê xin được mời ông Phạm Hiếu Nghĩa giải đáp câu hỏi cho em Ngọc ở huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Em có hỏi là cách tính thời điểm đóng bảo hiểm y tế đủ 5 năm liên tục thì được tính như thế nào? Xin được tư vấn ạ. Xin chào em Ngọc và quý khán giả xem đài thân mến. Thì theo cái khoảng 5 điều 12 của cái nghị định 146 hướng dẫn thực hiện cái luật bảo hiểm y tế quy định thời gian 5 năm liên tục là thời gian sử dụng ghi trên thẻ bảo hiểm y tế lần sau nối tiếp lần trước, trường hợp gián đoạn tối đa không quá 3 tháng. Như vậy thì đối chiếu với quy định nêu trên thì nếu là thời gian tham gia cái bảo hiểm y tế của em á mà gián đoạn không quá 3 tháng thì được là tính gọi là tính liên tục. Thứ hai là cái quyền lợi mà khi tham gia cái bảo hiểm y tế 5 năm liên tục như sau. Căn cứ theo cái điểm C khoảng 1 điều 32 luật bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung năm 2014 đó, thì người tham gia bảo hiểm y tế thì sẽ được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh khi đã đóng bảo hiểm y tế đủ 5 năm liên tục và có cái giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm. Để được cấp cái giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm đó thì người khám chữa bệnh cần phải thỏa mãn hai cái điều kiện như sau. Thứ nhất là chúng ta phải đã tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên. Cái thứ hai là chúng ta có số tiền cùng chi trả cái chi phí khám chữa bệnh đúng tuyến trong năm mà lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, thì tương đương hiện nay cái lương cơ sở là 2.340.000 đồng, thì tương đương số tiền là 14.040.000 đồng. Lưu ý thì cái giấy
chứng nhận không cùng chi trả trong năm đó, thì cái người tham gia sẽ được sử dụng trong năm tài chính thôi, nghĩa là qua năm sau thì chúng ta phải thực hiện lại. Cũng một số thông tin đến chỗ em Ngọc nắm và quý khán giả xem đài nắm. Cảm ơn những phần tư vấn vừa rồi của ông Hiếu Nghĩa đối với câu hỏi của em Ngọc ở huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn pháp luật với chủ đề những thay đổi về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tiền lương khi tăng lương cơ sở. Nếu có những thắc mắc liên quan đến vấn đề tăng lương cơ sở thì quý vị hãy gọi đến cho chương trình qua số máy 02773-855-333 để được tư vấn và giải đáp. Trở lại với phần giao lưu với hai vị khách mời của chương trình hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu những thay đổi liên quan đến việc tăng lương cơ sở kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Thưa ông Thái Bá Việt, như vậy thì theo quy định từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 thì lương tối thiểu vùng sẽ được điều chỉnh tăng như thế nào ạ? Kính thưa quý vị xem đài, thì ngày 30 tháng 6 năm 2024, Chính phủ có ban hành nghị định 74 mà tự như tôi là trình bày, trong đó là điều chỉnh mức lương cơ sở ở 4 vùng: mức lương cơ sở theo tháng và mức lương cơ sở theo giờ. Bốn vùng trong đó, mức lương cơ sở tại vùng 1 theo tháng là tối đa là 4,96 triệu đồng. Ở vùng 2 là 4,41 triệu đồng. Vùng 3 là 3,86 triệu đồng. Và vùng 4 là 3,45 triệu đồng. Căn cứ từng cái vùng mà chính phủ quy định trong nghị định 74, thì trong đó các vùng là chia theo từng huyện, từng thành phố, rồi từng khu vực, tùy theo điều kiện kinh tế xã hội mà chính phủ đã quy định từng cái vùng theo cái nghị định 74. Mỗi vùng có đó là những cái mức lương tối thiểu thấp nhất đã được trả cho người lao động. Ngoài ra thì căn cứ từng vùng như thế thì có mức lương tối thiểu theo giờ. Thì trên cơ sở nghị định 74 này thì nhìn chung cái mức lương tối thiểu trong vùng, ví dụ như là vùng 1 là tăng 280.000 đồng, hoặc là vùng 2 tăng 250.000 đồng, hoặc là vùng 3 là so với mức lương cơ sở trước đây. Vâng, thưa ông, như vậy thì các vùng theo quy định áp dụng mức lương tối thiểu bao gồm những vùng nào ạ? Kính thưa quý vị xem đài, chung là mức lương tối thiểu theo vùng, thì từng cái vùng như là tôi đã trình bày thì tùy theo điều kiện kinh tế xã hội mỗi vùng mà chính phủ quy định khác nhau. Cụ thể như là vùng 1, thông thường vùng 1 là dành cho thành phố Hà Nội cũng như thành phố Hồ Chí Minh, các huyện quận của thành phố Hà Nội và cũng như các huyện quận thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là các huyện lân cận như tỉnh Long An có là Tân An, Cần Giuộc hay là Bến Lức, hoặc là Đồng Nai, Bình Dương. Đó là những cái tỉnh mà cái tỉnh mà có điều kiện kinh tế phát triển. Vùng 2 thì áp dụng những cái điều kiện kinh tế phát triển nó thấp hơn. Ví dụ như vùng 2 có một số huyện ở Long An vẫn còn, hoặc là ở Bình Dương vẫn còn một số huyện vẫn còn ở vùng 2 đấy, áp dụng mức lương đó. Rồi riêng đối với vùng 3 thì vùng 3 thì thông thường là ở các những thành phố còn lại của các tỉnh mà không nằm trong vùng 1, vùng 2, hoặc những là các huyện có điều kiện kinh tế xã hội khá hơn vùng 3 thì khá hơn vùng 4 thì đưa vào vùng 2, vùng 3 nhằm đảm bảo hài hòa trong quá trình phát triển kinh tế xã hội. Rồi các vùng 4 là các huyện còn lại của trong tỉnh, thì riêng với tỉnh Đồng Tháp chúng ta thì chỉ có áp dụng 2 vùng. Lương vùng 3 thì áp dụng cho thành phố Cao Lãnh, thành phố Sa Đéc cũng như thành phố Hồng Ngự. Đó là lương vùng 3. Còn lại tất cả các huyện còn lại là áp dụng lương vùng 4 với mức là 3,45 triệu đồng trên tháng, đó là mức lương tối thiểu. Vâng, thưa ông Hiếu Nghĩa ạ, khi mà mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tăng dựa trên lương cơ sở thì cái việc giải quyết các chế độ liên quan đến quyền lợi của người lao động cũng được tăng theo, đúng không thưa ông ạ? Cụ thể thì khi người lao động sinh con hoặc là nuôi con nuôi thì cái mức đóng, cái mức hưởng của người lao động thì được tăng như thế nào ạ? Theo điều 38 luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định, lao động nữ sinh con hoặc là người lao động nhận con nuôi dưới 6 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng người lao động nữ sinh con,
hoặc là tháng người lao động nhận con nuôi. Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha là tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con. Như vậy thì khi tăng lương cơ sở lên 2.340.000 đồng trên tháng thì người lao động nữ sinh con, người nhận con nuôi dưới 6 tháng tuổi sẽ nhận trợ cấp là 4.680.000 đồng thay vì trước đây thì chúng ta nhận được 3.600.000. Tương tự trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha là tham gia bảo hiểm xã hội thì người cha sẽ được trợ cấp một lần là 4.680.000 đồng cho mỗi con được sinh. Theo khoản 3.41 luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định, mức hưởng chế độ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau khi sinh mỗi ngày bằng 30% mức lương cơ sở. Thì như vậy thì mức hưởng dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau thai sản một ngày sẽ tăng lên từ 702.000 đồng thay vì trước đây là 504.000 đồng như trước đây. Xin vâng, được biết thì bảo hiểm xã hội còn có sự bù đắp trong trường hợp là người lao động bị tai nạn rủi ro khi làm việc. Vậy cụ thể thì khi mà lương cơ sở tăng thì cái mức trợ cấp này nó có thay đổi gì không thưa ông? Đương nhiên nói chung là khi lương cơ sở tăng thì cái chế độ, tất cả những chế độ như nãy tôi cũng nói là về chế độ thai sản là một trong những cái chế độ cũng đã được tăng theo. Cái thứ hai nữa là về cái tai nạn rủi ro đó thì theo cái điều 51 luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định, người lao động đang làm việc mà bị chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc là bị chết trong cái thời gian điều trị lần đầu do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì cái thân nhân được hưởng trợ cấp một lần bằng 36 lần mức lương cơ sở. Thì như vậy thì cái thân nhân của người lao động mà đang làm việc bị chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc là bị chết trong cái thời gian điều trị lần đầu do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì sẽ được nhận cái trợ cấp một lần bằng 84.240.000 đồng, tăng 19.440.000 đồng so với trước đây thì mức cũ thì 64.800.000 đồng. Theo khoản 2.66 luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định thì ta cũng trợ cấp cái mai táng phí bằng 10 lần mức lương cơ sở tại cái tháng mà người quy định tại khoản 1 điều này mà chết đó. Thì do đó thì cái lương cơ sở mà tăng lên 2.340.000 đồng thì cái trợ cấp mai táng phí cũng tăng lên. Cụ thể như là bắt đầu từ ngày 1/7/2024 đó thì cái trợ cấp mai táng phí thì bằng 23.400.000 đồng, tăng 5.400.000 đồng so với cái mức cũ trước đây là 18.000.000 đồng. Vâng, như vậy còn lương hưu và cái trợ cấp bảo hiểm xã hội thì sao thưa ông Bá Việt ạ? Được tăng như thế nào ạ? Dạ. Về cái lương hưu mà khi mà lương cơ sở điều chỉnh tăng thì chủ yếu là tác động nhiều đến cái lực lượng cán bộ công chức, viên chức, rồi lực sĩ quan là khi về hưu. Chúng ta đều biết luật bảo hiểm xã hội ban hành thì có những cái khớp mà để cho chúng ta tính toán trước khi người lao động về hưu. Ví dụ người ở đây là chủ yếu dành riêng cho những đối tượng là áp dụng cái bảng lương của nhà nước là chủ yếu. Ví dụ người cán bộ công chức viên chức tham gia trước ngày 1/1/1995 thì khi về hưu thì chúng ta tính 5 năm cuối. Hệ số lương của 5 năm cuối này chúng ta nhân với cái mức lương cơ sở hiện hành nay là 2.340.000. Thì đó là có một sự điều chỉnh. Hoặc là những người làm việc sau từ ngày 1/1/1995 đến 31/12/2000 thì chúng ta lại có 6 năm cuối trước khi về hưu. Thì mức lương bình quân cộng với là cấp bậc cấp hàm như thế chúng ta nhân với lại cái mức lương cơ sở thì cái này là cái phần là thuộc tính toán của bảo hiểm. Theo cái luật bảo hiểm là chúng ta lấy cái hệ số của 6 năm cuối đó
chúng ta nhân với lại cái mức lương cơ sở hiện ban hành để ra cái mức tiền lương và tính toán tỷ lệ phần trăm chúng ta ra mức tiền lương. Nếu mà tính xa thêm nữa thì ví dụ như là người tham gia công tác từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 2001 đến ngày 1 tháng 1 năm 2026, 2006 thì là chúng ta lại phải ta có 8 năm mức bình quân tiền lương cuối để nhân với mức lương cơ sở hiện lãnh. Thì nói chung là nếu mà tính từ năm 2001 lại đây thì hầu như cũng chưa có cơ sở để bị hưu. Nhưng để trình bày cho quý vị độc giả khán giả nắm biết là cái cách thức mà khi mà lương cơ sở điều chỉnh thì cái tính toán cái quyền lợi của người về hưu nó được những cái quyền lợi như thế nào, thì đó là cái cơ sở để tính toán. Thông thường chúng ta đang còn tính cái giai đoạn là tham gia trước năm 95 hoặc là tham gia trước năm 2000. Trước năm 2000 đến thời điểm này thì chúng ta chỉ có là chưa được 30 năm. Do đó là đây là cái cơ sở để tính tiền lương hưu cho người cán bộ công chức khi nghỉ hưu. Vâng, còn đối với nhóm người tham gia bảo hiểm y tế cũng như là bảo hiểm xã hội tự nguyện thì khi mà lương cơ sở tăng lên thì sẽ bị tác động như thế nào thưa ông Hiếu Nghĩa? Khi mà lương cơ sở tăng đó thì cái nhóm người tham gia y tế nó sẽ cũng ảnh hưởng theo, cũng thay đổi theo. Thứ nhất là cái người thuộc cái hộ gia đình cận nghèo thì cái người thuộc gia đình cận nghèo thì tự đóng bằng 10.530 đồng trên tháng. Chúng ta nhân cho 12 tháng thì tương ứng số tiền là 126.360 đồng. So với mức cũ thì cái hộ gia đình cận nghèo thì chúng ta đóng có 97.200 đồng trên năm. Cụ thể như là cái mức đóng 100% thì bằng mức lương cơ sở hiện nay thì 2.304.000 đồng nhân 4.5% bằng 105.300.000 đồng trên tháng. Ngân sách nhà nước hỗ trợ 90% thì tương ứng số tiền là 94.770 đồng trên tháng. Người thuộc hộ cận nghèo tự đóng thì như tôi nói đó thì chúng ta sẽ tự đóng 10% trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp chúng ta. Thì ngoài cái ngân sách nhà nước trung ương, ngân sách địa phương thì cái người hộ cận nghèo thì chúng ta chỉ đóng 10% tương ứng số tiền là 10.530 đồng trên tháng. Nhân với 12 tháng thì trên năm thì chúng ta sẽ đóng 126.360 đồng trên năm. Thì đối với cái hộ gia đình á, thì cái mức đóng đối với người thứ nhất trong cái hộ gia đình tham gia cái bảo hiểm y tế đó, thì cách tính như sau. Chúng ta lấy cái lương cơ sở hiện tại là 2.304.000 đồng nhân 4.5% thì ra số tiền là 105.300 đồng trên tháng. Nhân với 12 tháng thì tương ứng số tiền là 1.263.600 đồng trên năm. Thì so với mức cũ thì trước ngày 1 tháng 7 năm 24 thì chúng ta chỉ có 927.000 đồng trên năm. Nhưng mà trong đó thì nếu các thành viên trong hộ chúng ta tham gia hết hộ thì cũng được giảm trừ mức đóng từ người thứ hai trở đi. Người thứ hai trở đi thì được giảm trừ là bằng 70% của người thứ nhất. Người thứ ba là 60% của người thứ nhất. Người thứ tư là 50% của người thứ nhất. Từ người thứ năm trở đi thì bằng 40% của người thứ nhất. Còn hiện nay thì chúng ta cũng đang triển khai cái chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện. Thì cái bảo hiểm xã hội tự nguyện thì cái mức đóng thấp nhất thì không có thay đổi, nhưng chỉ có thay đổi về cái mức cao nhất. Hiện nay thì cái mức lương cơ sở tăng thì theo cái mức cao nhất hiện nay chúng ta tham gia cái bảo hiểm xã hội tự nguyện đó thì bằng 20 lần lương cơ sở, tương ứng số tiền là 46.800.000 đồng. Mức cụ thể như là cao nhất là chúng ta đóng hàng tháng là 10.296.000 đồng chưa trừ cái ngân sách nhà nước hỗ trợ. Đối với ba nhóm đối tượng hiện nay thì ngân sách nhà nước hỗ trợ cho ba nhóm đối tượng, thứ nhất là nhóm hộ nghèo hỗ trợ là 99.000 đồng, nhóm hộ cận nghèo là 82.500 đồng, đối với nhóm khác là 33.000 đồng. Những trường hợp mà đã đóng tiền tham gia cái bảo hiểm y tế trước ngày 1 tháng 7 năm 2024 thì áp dụng theo mức cũ, chúng ta không phải đóng cái phần chênh lệch theo mức đóng mới.
Vâng, như vậy thì khi người dân có tham gia bảo hiểm y tế đi khám chữa bệnh thì cái quỹ bảo hiểm y tế sẽ thanh toán các khoản chi phí cũng dựa trên cái lương cơ sở được tăng lên đúng không thưa ông ạ? Dạ đúng rồi chị. Nói chung là cái mức đóng mà chúng ta theo cái lương cơ sở tăng lên thì song song đó thì cái quyền lợi cái người tham gia bảo hiểm y tế cũng được tăng lên. Cụ thể như sau. Thứ nhất là cái mức hưởng cái bảo hiểm y tế mà thấp hơn 15% mức lương cơ sở đó thì theo cái quy định tại khoản điểm D khoản 1 điều 14 cái điều 14 nghị định 146 thì tương đương với số tiền là 351.000 đồng thì cái người bệnh thì không cùng chi trả đối với các cái nhóm đối tượng như là 20% hoặc là 5%. Cái thứ hai là về cái mức thanh toán trực tiếp theo quy định tại điều 30 nghị định 146, cụ thể là thì đối với cái điểm A khoảng 1 đó thì cái số tiền đó tối đa là không quá 0,15 lần mức lương cơ sở thì tương đương tối đa không quá là 351.000 đồng. Tại cái điểm B khoảng 1 thì cái số tiền tối đa không quá 0,5 lần lương cơ sở thì tương đương tối đa không quá là 1.170.000 đồng. Tại khoảng 2 thì số tiền tối đa không quá 1 lần lương cơ sở tương đương tối đa không quá là 2.304.000 đồng. Tại khoảng 3 là số tiền tối đa không quá 2,5 lần lương cơ sở tương đương tối đa không quá là 5.850.000 đồng. Thứ ba là cái mức thanh toán tổng chi phí vật tư y tế theo quy định tại điểm B khoảng 2 điều 3 thông tư số 04 thì cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật không vượt quá 45 tháng lương cơ sở. Cụ thể là khi mà người bệnh và vào viện từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 đó thì tương đương không vượt quá là 105.300 đồng. Bắt đầu có đợt điều trị trước ngày 1 tháng 7 năm 2024 thì tương đương không vượt quá là 81 triệu đồng. Ngoài ra thì cái mức lương cơ sở cũng thay đổi với cái việc mà chúng ta làm cái cơ sở mà thanh toán cái 100% chi phí đối với những người mà có tham gia 5 năm liên tục như hồi nãy tôi cũng có thông tin ở trên. Vâng, tiếp theo chương trình thì Cao Lê cũng xin được mời ông Hiếu Nghĩa giải đáp câu hỏi cho chú Nê ở huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Chú có hỏi là nhà tôi thì có 3 nhân khẩu, năm 2023 tôi tham gia bảo hiểm cho 3 nhân khẩu là 2.235.000 đồng. Năm 2024 thì tôi tham gia bảo hiểm y tế cho 3 nhân khẩu là 2.906.000 đồng. Cho hỏi là số tiền đóng năm 2024 như vậy là đúng hay không? Phí bảo hiểm có tăng hay như thế nào không? Và có cái chính sách nào để miễn giảm hay không ạ? Dạ, qua câu hỏi của chú Nê thì xin cũng trao đổi với chú một số nội dung như sau. Thì theo cái mức đóng cũ của chú thì trước đây thì chú đóng 2.235.000 đồng. Thì cũng thông tin với chú thì kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2004 đó thì cái mức lương cơ sở được tăng lên từ 1.800.000 đồng lên 2.300.000 đồng. Thì từ đó thì cái mức đóng tham gia bảo hiểm y tế cũng được tăng lên theo cái lương cơ sở. Thì cụ thể như là cái mức đóng cái bảo hiểm y tế hộ đình trước ngày 1 tháng 7 năm 2024 đó cho 3 nhân khẩu là 2.235.600 đồng như chú cũng vừa nêu. Nhưng mà từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 đó thì cái mức lương cơ sở đã tăng lên từ 1.800.000 đồng lên 2.300.000 đồng. Như vậy thì cái mức đóng phí để tham gia y tế của 3 nhân khẩu đối với cái gia đình của chú đó thì số tiền là 2.906.280 đồng. Vì vậy số tiền mà chú đóng á, như vậy là đã đúng quy định. Hiện nay thì theo cái quy định mà người tham gia bảo hiểm y tế theo hộ đình, nếu mà chúng ta cùng tham gia tất cả các thành viên trong hộ trong năm tài chính thì nhà nước thì ngân sách nhà nước thì được giảm trừ theo quy định thì được giảm trừ cái mức đóng từ người thứ hai trở đi, người thứ hai, thứ ba, thứ tư và người thứ năm trở đi, tương ứng với cái tỷ lệ là 70%, 60%, 50% và 40% của cái người đóng đầu tiên trong hộ. Xin chào chú. Anh Dương ở huyện Hồng Ngự cũng có câu hỏi gọi đến chương trình, có hỏi là tôi làm công ty may ở Bình Dương, đóng bảo hiểm là được
8 năm và đã rút bảo hiểm một lần. Nay tham gia đóng bảo hiểm mới được 3 tháng. Hiện tại thì tôi xin nghỉ làm. Tôi muốn rút phần tiền đã đóng bảo hiểm của tôi thì có được hay không ạ? Xin mời ông Hiếu Nghĩa tiếp tục giải thích ạ. Dạ, xin chào anh Dương ạ. Nói chung là câu hỏi của anh thì hiện nay thì vấn đề rút một lần thì trước đây thì khi mà luật bảo hiểm xã hội năm 2004 ban hành đó thì cũng mong muốn rằng là người lao động sẽ không có rút một lần, nhưng mà theo cái yêu cầu, cái nguyện vọng của lao động thì Quốc hội cũng ban hành cái nghị quyết 693 thì cho phép chúng ta rút một lần sau 12 tháng. Thì như vậy thì qua cái nội dung của anh á, thì trước đây thì anh cũng đã làm việc ở Bình Dương 8 năm thì cũng đã rút một lần rồi, thì nay thì tiếp tục sẽ tham gia bảo hiểm xã hội mới được 3 tháng mà hiện nay thì anh cũng đã nghỉ. Thì như vậy thì theo quy định hiện nay thì theo cái nghị quyết 693 thì anh vẫn được rút một lần khi kể từ khi anh nghỉ việc đó, sau 12 tháng thì anh sẽ được hưởng một lần. Thì mong anh là có thể là chúng ta hạn chế, nếu chúng ta có được tham gia mới có 3 tháng mà vì thì rút thì nó cũng rất là tiếc. Trước đây anh cũng đã 8 năm rồi, nhưng bây giờ 3 tháng thì thực ra thì anh cũng tiếp tục cũng rút tiếp. Nhưng mà thì cũng mong rằng nếu anh quyết định anh rút thì đúng 12 tháng sau kể từ khi mà nghỉ việc đó, thì anh đến cơ quan bảo hiểm xã hội nơi cái anh cư trú đó để nộp hồ sơ rút một lần theo quy định. Xin chào anh. Cảm ơn phần tư vấn vừa rồi của ông Hiếu Nghĩa. Quý vị và các bạn thân mến, 45 phút dành cho chương trình tư vấn pháp luật với chủ đề những thay đổi về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội cũng như là tiền lương khi tăng lương cơ sở, phần nào giúp quý vị và các bạn giải đáp những thắc mắc liên quan đến vấn đề này. Cao Lê xin được cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian đến với chương trình. Xin được cảm ơn ông Thái Bá Việt, trưởng phòng lao động việc làm bảo hiểm Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Tháp. Xin được cảm ơn ông Phạm Hiếu Nghĩa, giám đốc bảo hiểm xã hội huyện Tam Nông tỉnh Đồng Tháp. Chương trình tư vấn hôm nay sẽ được phát lại vào ngày mai 15 giờ ngày 23 tháng 7. Mời quý vị và các bạn theo dõi. Còn bây giờ xin được nói là chào tạm biệt.